xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 25 tháng 1 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra khá thuận lợi, nhờ có trình ẩn nâng đỡ mà con giáp này có nhiều cơ hội để thể hiện thế mạnh của mình. Xong, những chú chuột đừng vội hài lòng với những thành tựu trước mắt mà ngừng nỗ lực vươn lên. Tình cảm, Vân trình tình cảm có bước tiến khả quan. Những cặp đôi đang trong giai đoạn chiến tranh lành có cơ hội làm hòa và hàn gắn tình cảm sức mạnh Mọi hiểu lầm đều có thể giải quyết chỉ cần có sự đồng lòng của cả hai. Tài chính, Vân trình tài lộc rụng rỉnh, con giáp này có thể an tâm chút bỏ gánh nặng cơm áo gạo tiền bảy lâu. Cẩn trọng, tránh lo chuyện bao đồng vì dễ vướng vào thị phi. Tuổi chấp tí, đề phòng những hung hiểm có thể phải đổi mặt. Tuổi bính tí, vận trình xa suốt, mưu sự khó thanh. Tuổi mậu tí, cần cố gắng giữ cho mình sự điềm tĩnh cần thiết. Tuổi canh tí, ngày nào không phù hợp cho việc vay mượn tiền bạc. Tuổi nhâm tí, Chuyện tình cảm của người độc thân có điểm sáng. Cô số may mắn, số 51, số 4, màu sắc may mắn màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 2. Tứ vi hàng ngày của tuổi sổ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Ngày hôm nay tạo điều kiện cho người đang có ý định mở rộng quy mô làm ăn và hợp tác. Tuy nhiên, đừng quên giữ thái độ cảnh giác, đề phòng trước các mối quan hệ dù là người thân tình nhất. Tình cảm, phần trình tình cảm, kém lý tưởng, tuổi sủ có xu hướng sợ yêu và né tránh những ai có ý định gần gũi thân mật với mình. Thận trọng là tốt, nhưng cử cứng nhắc quá mức, thế này sẽ đánh mất đi nhiều mỗi nhân duyên tốt lành. Tài chính, phần trình tài lộc hành thông, chính tài nâng đỡ cũng có nguồn thu nhập và số dư trong tài khoản của con giáp này cẩn trọng nên điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp với tình trạng cơ thể tuổi ất sửu vận trình ảm đạm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn tuổi đinh sửu thận trọng hơn khi làm việc chú ý lời ăn tiếng nói tuổi kỷ sửu dễ bỏ lỡ thời cơ trước mắt vì chần trừ do dự tuổi quỷ sửu đêm bảo có kẻ thứ ba bước chân vào tình cảm của con giáp này con số may mắn số 8, số 12 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi mùi ba tứ với hàng ngày của tuổi dần công việc phần trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra không suôn sẻ ảnh hưởng của cục diện tường sùng khiến cho những chủ hộ chịu nhiều áp lực vì khối lượng công việc nặng nề cách tốt nhất lúc này chính là việc tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm để từ đó tìm ra phương pháp giải quyết hiệu quả tình cảm vận trình tình cảm viên mãn tình yêu đồng đầy giúp cho con giáp này có thêm niềm tin động lực để đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống nhưng bản mệnh đừng chỉ biết nhận về tình yêu thương mà không cho đi điều gì tài chính vận trình tài lộc bình ổn nhờ các kế hoạch chi tiêu khoa học mà bản mệnh vẫn có thể giữ được nguồn tài chính ổn định cho mình cẩn trọng họa từ miệng mà ra chính là vấn đề cần lo lắng nhất tuổi giáp dân gặp nhiều may mắn trong cả công việc lẫn tình cảm. Tuổi Bính dân gặp nhiều thuận lợi trong công việc có thể được thăng tiến. Tuổi mậu dân dễ nhận được sự yêu mến của mọi người nhờ bản tính hào phóng. Tuổi canh dân tình cảm gia đình hài hòa tốt đẹp. Tuổi nhâm dân tình hình sức khỏe có vấn đề nên gia tăng tập thể dục. Con số may mắn số 1, số 3, màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ, tuổi hại. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão Công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đàn sen. Đối với những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh thì nên đề phòng các bất chắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu có ý định khởi nghiệp hay khai trương thì nên cân nhắc và tham khảo ý kiến của người đi trước. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hoa Chuyện tình yêu đôi nữa đông đầy yêu thương mang đến cho người trong cuộc những cung bậc cảm xúc tuyệt vời chưa từng có. Người độc thân chưa tìm được người chung đôi vì còn có những yêu cầu khá là cao. Tài chính, vận trình ta lọc lên xuống thất thương. Trước tiên, con giáp này cần xem lại việc chi tiêu, mua sắm, những món đồ không cần thiết của mình. Cẩn trọng, nếu làm việc lớn thì nên xem xét ngày giờ cẩn thận. Tuổi ất mão gặp nhiều may mắn trong con đường tài lộc, tuổi tinh Mão tiền bạc đầy nhà, tài lộc do giàu, tuổi kỷ mẫu chuyện làm ăn ngày càng phát triển, tuổi tân Mão hợp tác kinh doanh thuận lợi có thể lâu dài, tuổi quý Mão sức khỏe xa xúc, nhất là những người có tiền sử bệnh về gan. con số may mắn số 27 số 9 màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi thân năm tử vi ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối hành thông thuận lợi quý nhân soi đường dẫn lối trong nghĩa với việc mang tới cho người tuổi này cả nhiều cơ hội để thể hiện năng lực trong công việc nếu làm tốt điều này thì cấp trên sẽ không ngại mà cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn tình cảm vận trình tình cảm tràn ngập yêu thương mở ra cho người tuổi thân độc thân rất nhiều cơ hội để tìm thấy cuộc tình lãng mạn ngọt ngào. Nhưng đầu hoa phượng lại không tốt cho những người đã lập gia đình vì dễ vững vào rắc rỗi liên quan tới người thứ ba. Tài chính, phần trình ta lọc có điểm sáng. Đây được xem là thời điểm thích hợp để con giáp này tỉnh tới truyền cải thiện tuổi tiền của mình nhờ cỏ thiên tài nhập mạnh. Cẩn trọng, nên giữ khoảng cách an toàn với những người khác giới. Tuổi giáp thân, nên chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói của mình. Tuổi Vĩnh Thân có điềm bảo tiểu nhân rình rập cạnh tranh không lành mạnh. Tuổi Mậu Thân dễ mất kiên nhẫn khi giải quyết khó khăn. Tuổi Canh Thân làm việc quá sức khiến tinh thần trở nên căng thẳng. Tuổi Nhâm Thân mối quan hệ đôi lửa không quá hòa hợp do quan điểm trái ngược. Câu số may mắn số 7, số 56. Màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ màu nâu tuổi thân. 6. Tử vi ngày của tuổi tỵ công việc Phần trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Con đường công danh rộng mở trước mắt, con giáp này lại được cấp trên nâng đỡ hết lòng, nên mọi chuyện cứ thuận đà tiến triển. Tận dụng cơ hội này để thể hiện năng lực bản thân, khả năng được đề bạc lên những vị trí cao hơn sẽ là rất lớn. Tình cảm, phần trình tình cảm thăng hoa, chuyện tình yêu đo lửa ngập tràn sắc yêu thương. Người độc thân dễ dàng chinh phục được người mình thầm thương chậm nhớ bấy lâu nhờ sức hút đặc biệt trong ngày. Tài chính, phần trình tài lộc có chuyện biển khả quan, còn giáp này không cần phải quá lo lắng tới vấn đề chi tiêu như trước. Cẩn trọng, vấn đề về sức khỏe đáng lo ngại hơn bao giờ hết do tác động của ngũ hành tương khắc. Tuổi, ất tỵ phương diện tài chính đang có những bước tiến được cải thiện. Tội đinh tỵ có thể thu nhập từ công việc chính không còn là gánh nặng trong chi tiêu. Tội kỷ tỵ tài chính dư giả thoải mái, chi tiêu theo ý muốn. Tội tân tỵ nên xem xét lại cách chi tiêu của mình sao cho hợp lý hơn. Tội quỷ tỵ phần trình tình duyên xuân sẻ chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Con số may mắn số 5, số 18, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi dần. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Phần trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều biến động. Công việc đứng trước thách thức và nguy cơ sụp đổ nếu như con giáp này không mau chóng chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình. Những quyết định quan trọng, thiếu suy nghĩ sẽ khiến bản mệnh sẽ hối hận về sau. Tình cảm Phần trình tình cảm ảm đạm, tâm trạng ủ dột và xu hướng thu mình lại trước mọi thử xung quanh dần tạo ra khoảng cách giữa bản mệnh với nửa kia. Kể cả là người độc thân cũng dần mất đi những cơ hội hẹn hò đáng quỷ trong ngày. Tài chính, Phần trình tài lộc đi xuống. Việc nên làm lúc này chính là xây dựng kế hoạch quản lý tiền bạc một cách khoa học rõ ràng để tránh những thất thoát không mong muốn. Cẩn trọng, hạn chế trong giao tiếp gây ảnh hưởng tới công việc lẫn truyền tình cảm. Tuổi chấp ngọ, có điềm bảo tiểu nhân quấy phá vận trình. Tôi bính ngọ có thể vướng phải những lời đồn đại thị phi. Tôi mậu ngọ có dấu hiệu phá tài chú ý quản lý tài sản. Tôi canh ngọ người làm ăn kinh doanh không nên vội vàng đầu tư. Tôi nhâm ngọ vận đào hoa vượng sắc tình duyên thuận lợi. Con số may mắn số 95. Số 10. Màu sắc may mắn màu đen. Quý nhân phù trợ tuổi tuốt. 8 tứ về ngày của tuổi mùi, công việc. Phần trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra trò chảy. tinh thần sảng khoái, đủ đầy năng lượng và sự tỉnh táo giúp bản mệnh nhanh chóng xây dựng được lộ trình công việc cụ thể. Hiệu quả là tần việc của người tuổi mùi nắm chính được cải thiện một cách đáng kể. Tình cảm Phần trình tình cảm giảm chân tại chỗ, còn giáp này vẫn còn khá mãi mê với công việc và đam mê kiếm tiền nên chưa coi trọng chuyện hôn nhân gia đình. Nếu xuyên tham gia các hoạt động tập thể thì cơ hội yêu đương dành cho bản mệnh không phải là không có. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng dồi dào, đặc biệt là những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều cơ hội hơn để cải thiện nguồn thu nhập hiện có. Cẩn trọng, trở nên chủ quan trước những dấu hiệu thay đổi bất thường trong cơ thể. Tuổi, ất môi, đóng tin vui về chuyện tình cảm, hạnh phúc đông đây. Tuổi, tinh môi, các cặp đôi có cơ hội hàn gắn những vết nứt từ trước. Tuổi kỷ mùi, người độc thân có suy nghĩ cởi mở hơn. Tuổi tân mùi, công việc đang tiến triển thuận lợi. Tuổi quỷ mùi, nhân cơ hội lập kế hoạch tương lai cho bản thân. Con số may mắn số 1, số 82, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phụ trợ, tuổi tí. Chính, tứ viên ngày của tuổi thân, công việc. Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng xôn sẻ Khối lượng công việc vừa đủ để con giáp này phát huy tỏ đa năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự giúp đỡ từ quỹ nhân mà không có thách thức nào có thể làm khó được người tuổi thân. Tình cảm Phần trình tình cảm cảm sắc cứ ngỡ tình đầu là tình cuối, cứ ngỡ người đến rồi thì sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi, nhưng thực tế chẳng suôn sẻ như vậy nhưng dường như con dắp này còn nặng lòng với quá khứ nên chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm mới. Tài chính, vận trình ta lộc vượng phát, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh sẽ có được doanh thu kha khá nhờ kế hoạch truyền thông sản phẩm một cách hiệu quả. Cẩn trọng, sức khỏe đáng báo động, luôn cảm thấy bức bách khó chịu trong lòng. Tuổi giáp thân có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình tuổi, bệnh thân, tập trung, nghiêm túc vào công việc, thể hiện mọi thứ vô cùng xuất sắc. Tuổi, màu thân, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Tuổi, canh thân, chuyện tình cảm không được như ý. Mối quan hệ đo lửa căng thẳng. Tuổi, nhâm thân, các cặp đôi liên tục xảy ra tranh cãi rạn nứt lớn dân. Con số may mắn số 7, số 19, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu công việc. Vận trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, tâm trạng phơi phới Cung nhiệt huyết hăng say giúp cho con giáp này có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, đêm bảo có hòa tỷ phi đeo bám nên bản mệnh cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các mối quan hệ xung quanh. Tình cảm, phần trình tình cảm ổn định, tuổi giàu có thể an tâm lo phát triển sự nghiệp vì đã có hậu phương vững chắc là người ấy. Đối phương là người hiểu chuyện, chững trạc và còn là cánh tay đắc lực cho con giáp này trong công việc. Tài chính, vận trình tài lộc do giàu nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng nhanh rõ rệt, mang lại cho bản mệnh cuộc sống đáng mơ ước. Cẩn trọng, có kẻ ghen ăn tức ở, luôn tìm cách hãm hại và bài trò. Tuổi, ất dầu, vận trình kém sắc, trải qua không ít những chuyện muộn phiền tuổi tinh dầu dễ gặp khúc mắc với các mối quan hệ xã giao của mình. Tuổi kỹ giàu, mối quan hệ với đồng nghiệp. Ngày một mất dần sự hài hòa. Tuổi tân giàu, con đường tài lộc không được khả quan. Tuổi quý giàu, mối quan hệ tình cảm không được như ý. Con số may mắn số 2, số 14. Màu sắc may mắn. Màu xanh thẳm, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 11. Tứ về ngày của tuổi tuất công việc. Vận trình công việc của người tuổi tốt trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng, sự tỉnh táo, khôn ngoan và cách ứng biển linh hoạt giúp cho bạn mệnh nắm bắt tốt các cơ hội chuyển mình. Nhưng người tuổi tốt đừng vì thế mà chủ quan hay ỷ lại, chỉ có cố gắng mới đem lại thành công lâu bền nhất. Tình cảm Vận trình tình cảm đông đầy yêu thương các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể bắt đầu tính tới chuyện về chung một nhà. Còn người độc thân, cũng dễ dàng tìm được một nửa yêu thương trong các mối quan hệ bạn bè. Tài chỉnh, vận trình tài lọc tăng tiễn, thu nhập, chi tiêu được con giáp này khéo lẻo cân đổi, ngoài ra còn tích góp được một khoản dư giả. Dạ. Cẩn trọng, sức khỏe xa xúc thấy rõ do ảnh hưởng của ngũ hành từ khắc. Tuổi giáp tuất, quý nhân dẫn đường, chuyện hợp tác làm ăn sâu sẻ. Tuổi bính tuất, tìm được người hợp tác đáng tin cậy kiếm được khoản lợi nhuận kha khá. khá. Tuổi Mậu Tuất không quản ngại gian khổ để hoàn thành công việc. Tuổi Canh Tuất tinh thần trách nhiệm được cấp trên đánh giá cao. Tuổi Nhâm Tuất con đường tình duyên kém sắc cặp đôi dễ dàng gây mâu thuẫn. Con sổ may mắn số sổ 24 sổ 6 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi thân 12 tứ về ngày của tuổi hoài công việc vận trình công việc của người tuổi hoài trong ngày hôm nay diễn ra có chút thăng trầm, còn giáp này cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước những lời nói để tránh những tranh cãi sâu sát với đồng nghiệp đồng thời việc giữ cho mình thái độ bình tĩnh ôn hòa khi giao tiếp cũng tránh được những rắc rối không mong muốn tình cảm vận trình tình cảm xa xúc Tính cách của con giáp này có phần bướng bỉnh, ngang ngạnh do ảnh hưởng của ngũ hành bản mệnh sinh xuất. Người độc thân có đào hoa phượng nâng đỡ nhưng chưa đủ mạnh để có được tình yêu trong ngày. Tài chính, phần trên tài lộc biến động rõ rệt. Đây không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này tỉnh tới các quyết định đầu tư hợp tác kinh doanh. Cẩn trọng, hành sự, ngang sợ sốc nổi, gây những hậu quả nặng nề. Tuổi, ất hại, có một ngày làm việc hành thông phơi phới, tội tinh hài khó khăn thử thách trong công việc được đẩy lùi, tội kỹ hài biết tận dụng lợi thế để không bị cản trở trong con đường công danh sự nghiệp, tội tân hài tình cảm nửa đôi ở mức bình ổn, tội quỷ hoài, việc chi tiêu cần có kế hoạch cụ thể để tránh hao tài, con số may mắn số năm số 78 màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dần